Barcelona được biết đến là nhờ Lionel Messi. Đó chỉ là một trong những câu nói mà anh trai Matias của Lionel đã gây xôn xao dư luận thời gian bóng đá mới đây. Cháu biết rằng trong cuộc sống gia đình, những người anh trai và chị gái thường yêu thương và bảo bọc cho những đứa em của mình, thậm chí bảo vệ đến mức cực đoan. Đó chính là những gì mà hai huyền thoại của làng túc cầu, Ronaldo và Messi, đã và đang trải qua. Đoạn phát biểu gây sốc của Matias Messi, anh trai của siêu sao Lionel Messi, được tờ Marca xác nhận hoàn toàn có thật và xuất hiện trên nền tảng trực tuyến Twitch trong cuộc phỏng vấn với kênh La Bajada Tan mới đây. Tuy nhiên, quan điểm của Matias Messi được nhóm đại diện của siêu sao này lưu ý là hoàn toàn tách biệt và đó không phải là những tuyên bố chính thức của họ, tờ Marca cho biết thêm. Tôi có một mẫu báo sport dán trong nhà nói Messi nên trở lại Barca. Tôi đã cười lớn vào đó, chúng tôi sẽ không trở lại Barcelona vì họ là những kẻ phản bội. Còn nếu về, chúng tôi sẽ làm cuộc thanh trừng, mà việc đầu tiên là tống cổ Laporta đi. Mọi người ở Barca không ủng hộ ông ấy, lẽ ra mọi người phải biểu tình để đá Laporta đi và giữ Messi ở lại. Football España trích lời anh trai Messi. Matias tiếp tục. Barca được biết đến nhiều hơn trên toàn thế giới là nhờ Messi. Bất cứ ai có dịp đến Barcelona thăm bảo tàng Camp Nou có thể thấy bảo tàng chính là Messi. Đoạn video đã được gỡ bỏ nhưng người hâm mộ đã kịp ghi lại và chia sẻ rộng rãi. Những tuyên bố của Matias Messi trái ngược với chính phát biểu của em trai Lionel trong cuộc phỏng vấn với Goal vào năm 2019. Messi khẳng định, tôi sẽ chẳng là gì nếu không có Barcelona. Khi đó, Messi rời Barcelona vào ngày 8 tháng 8 năm 2021. Khi đó, sân Camp Nou không thể trả mức lương phù hợp cho Messi để gia hạn hợp đồng. Vài ngày sau, Messi gia nhập PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo Matias, lỗi lớn trong việc Barca để mất Messi thuộc về chủ tịch Laporta, người hứa hẹn giữ Messi ở lại nhưng không thể giải quyết khủng hoảng tài chính của đội bóng. Sau khi để cầu thủ này đến PSG, chủ tịch Laporta và phó chủ tịch Romeu lại liên tục nhắc tới khả năng đưa Messi trở lại. Sau khi vấp phải sự chỉ trích đến từ phía những người hâm mộ Barcelona, mới đây, người anh trai kiêm báo thủ Matias đã chính thức gửi lời xin lỗi trên tài khoản Instagram. Tôi muốn xin lỗi vì những gì tôi đã nói trên mạng xã hội. Tôi chỉ nói đùa với con trai và bạn bè của mình. Làm sao tôi có thể nghĩ như vậy ở một câu lạc bộ lớn như Barcelona? Đội bóng đã giúp đỡ rất nhiều cho gia đình tôi và Leo. Catalonia là quê hương thứ hai của tôi và ai cũng biết điều đó. Tôi rất hối hận và muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả, đặc biệt là những người hâm mộ Barca. Nếu như anh trai của Messi báo 1 thì hai người chị gái của Ronaldo phải báo 10. Đã chẳng giúp được gì cho sự nghiệp của cậu em trai đi lên. Katia và Emma Agüero lại kéo thêm antifan về cho cậu em nhà mình. Người chị gái Katia Agüero đã có những phản ứng sau khi Messi làm nên lịch sử với vai trò đầu tàu đưa Argentina vô địch World Cup. Chị gái của Ronaldo không hài lòng với cách mà World Cup diễn ra ở Qatar và nhắm vào việc đào bới giải đấu trước khi tiếp tục chúc mừng Argentina. Cô cũng dường như phớt lờ những thành tích của Messi khi ca ngợi Mbappe. Katia viết trên tài khoản Instagram: đây có lẽ chính là World Cup tồi tệ nhất mọi thời đại. Thật may là nó đã mang đến cho chúng ta một trận chung kết tuyệt vời. Đây là một trận đấu tuyệt vời và mãn nhãn. Xin chúc mừng Argentina. Tôi cũng muốn chúc mừng Mbappe. Cậu nhóc này là một tài năng thực sự quý giá. Có một tương lai sáng lạn đang chờ đợi. Thật không thể tin được. Không có gì ngạc nhiên khi Katia Agüero không có gì tích cực để nói về World Cup vừa rồi. Giải đấu được tổ chức ở Qatar đã được chứng minh là tồi tệ nhất trong sự nghiệp của em trai cô. Cùng lúc, Messi là vô địch thế giới. Phản ứng của Katia Agüero khi đó chỉ càng xoáy thêm vào nỗi đau so sánh giữa Ronaldo và Messi mà thôi. Ronaldo tham dự World Cup sau một số tranh cãi, đi kèm với một cuộc trả lời phỏng vấn gây sốc với nhà báo Piers Morgan, dẫn đến việc anh bị Manchester United sa thải. Ronaldo đã từng hy vọng anh cùng các đồng đội có thể bước lên ngôi vương của bóng đá thế giới. Nhưng cuối cùng, Ronaldo chỉ chuốc thêm đau khổ. Huyền thoại người Bồ Đào Nha chỉ ghi được một bàn thắng tại giải đấu và đó là một quả phạt đền tại vòng bảng trước Ghana. Cuối cùng, Ronaldo phải ngồi dự bị trong các trận đấu loại trực tiếp và chấm dứt hy vọng vô địch World Cup khi Bồ Đào Nha để thua Maroc ở tứ kết. Tệ hơn, Messi đã từng hưởng kỳ World Cup ngọt ngào nhất trong sự nghiệp. Cầu thủ từng 7 lần nâng cao quả bóng vàng, dẫn dắt Argentina giành chiếc cúp mang tính biểu tượng
khi ghi 7 bàn thắng và có 3 kiến tạo. Cùng với đó, ngôi sao của PSG đã ghi tên mình vào lịch sử của bóng đá và có lợi thế quyết định trước Ronaldo trong cuộc tranh luận về GOAT, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Để nói về những phát ngôn đi vào lòng đất của hai người chị Ronaldo thì nhiều vô số kể. Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, Katia Averro đã lên tiếng chỉ trích người hâm mộ Bologna sau khi họ đổ lỗi cho Ronaldo về việc để thua Tây Ban Nha và mất suất tranh vô địch Nations League. Chuyện này không có gì khiến tôi ngạc nhiên. Người hâm mộ Bologna vẫn luôn vô ơn. Họ luôn như vậy. Katia viết trên Instagram, đúng ra họ phải ủng hộ cho người luôn tận hiến cho đội tuyển quốc gia. Nhưng người Bologna luôn nhỏ nhen, vô tri, ngu ngốc, vô ơn và mãi mãi vô ơn. Ronaldo đang ngồi đó và chẳng ai giúp cậu ấy một tay. Đó là trận đấu diễn ra vào tối ngày 27 tháng 9 năm 2022. Bologna đều thua Tây Ban Nha 0-1 trên sân nhà, qua đó mất vé vào vòng 4 đội tranh ngôi vô địch Nations League. Ronaldo đá trọn 90 phút trận này, chạm bóng 30 lần, chuyền thành công 82%, bỏ lỡ 2 cơ hội trong vòng cấm và không có một pha qua người nào. Trong khi đó, những ngôi sao tấn công khác như Rafael Leao, Diogo Jota, Bernardo Silva hay João Felix đều không được chơi trọn vẹn. Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Ronaldo còn để lại hình ảnh xấu khi ném bàn đội trưởng trên đường rời sân. Sau trận đấu, nhiều cổ động viên Bologna cho rằng Ronaldo được huấn luyện viên Santos ưu ái và không xứng đáng đá chính ở đội tuyển. Tờ Abola thậm chí kêu gọi loại Ronaldo khỏi đội hình tham dự World Cup với bài viết có nhan đề càng bớt Ronaldo, càng nhiều cho Bồ Đào Nha. Trong khi tờ Ojogo còn ví von Bồ Đào Nha đã nhiều chấp người khi xếp Ronaldo vào đội hình chính. Theo Katia Averro, làn sóng chỉ trích em trai mình là quá tàn nhẫn vì Ronaldo đã tự hiến và giúp đội tuyển đạt nhiều vinh quang. Cô quả quyết rằng em trai mình là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Người chị gái Elma cũng chẳng vừa khi cô luôn chế nhạo và dành sự căm ghét tên Messi. Trong trận đấu giao hữu giữa Argentina và Honduras trước thềm World Cup, Messi đã bị một cầu thủ Honduras chơi xấu. Ngay lập tức sau đó, hội những nhà thơ nụ của Argentina đã trực tiếp đứng ra bảo vệ người đội trưởng. Elma sau đó đã đăng khoảnh khắc này của Messi kèm bức ảnh Ronaldo bị thương nhưng vẫn gắng gượng thi đấu trong trận đấu với Cộng hòa Séc tại Nations League. Đi kèm với đó, Elma Averro viết thêm dòng khác: kẻ mạnh không bao giờ cần được bảo vệ. Elma muốn khẳng định Ronaldo mới là người mạnh mẽ và em trai của cô không cần các đồng đội bảo vệ cũng có thể trở lại sân thi đấu. Còn Messi theo Elma là một người yếu ớt và éo lả nên đồng đội luôn phải lao vào bảo vệ số 10. Phát ngôn mà tính chế nhạo Messi của Elma một lần nữa khiến cho các fan của Messi cảm thấy khó chịu và thêm căm ghét người nhà Ronaldo. Đây không phải lần đầu tiên một thành viên trong gia đình của Ronaldo chế giễu Messi trên các nền tảng mạng xã hội. Elma đã nhanh chóng xóa bức ảnh châm chọc Messi. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn đủ nhanh để chụp lại màn hình và chia sẻ chúng rộng rãi. Trên đây là tổng hợp những câu chuyện về những lần mà anh chị em của Messi và Ronaldo đã báo hại hai người em của mình, khiến cho hình ảnh của cả hai bị ảnh hưởng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.